Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiện vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Thần tài báo mộng, tiền bạc ùa về, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét chặt két, giàu sang phú quý đến già. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời và vận mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu tính tình không trầm tĩnh như người tuổi Tân Sửu, không mạnh mẽ như người tuổi Ất Sửu, nhưng vẻ ngoài của người tuổi Quý Sửu toát lên khí chất nho nhã, thanh tao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh. Người tuổi Quý Sửu vốn không sôi nổi, nhưng luôn giúp đỡ người khác, họ có chí tiến thủ, nhưng không quá tham vọng với quyền lực như người tuổi Sửu mệnh hỏa. Người này thường trầm mặc ít nói, khó được lòng người khác, cũng không hay được trọng dụng. Tuy nhiên, nội tâm họ lại khá ôn hòa, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, khả năng hoạt động độc lập tốt, kiên trì nghị lực, họ luôn mong muốn gây dựng cho bản thân và gia đình cuộc sống giàu sang, nên thường xa nhà lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Thời thanh niên gặp nhiều vấp váp, nhưng may mắn có quý nhân phù trợ, tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung niên chịu nhiều phiền muộn về sức khỏe và tinh thần, song hậu vận vô cùng tốt đẹp, có phúc an nhàn. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động, có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình. Tính cách cương trực quật cường là mẫu người bảo thủ và truyền thống. Tuy nhiên, lại dễ nóng tính, quá cứng nhắc, không cư xử khéo léo nên khiến mọi chuyện thường rơi vào thế bế tắc không thể cứu vãn được. Tính cách bình ổn, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn. Họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần kiên trì làm đến cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ đã sớm suy nghĩ kỹ càng chuẩn bị đủ đầy. Nhờ thế mà đã thực hiện là thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính tình cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp lại nghị lực phi thường, nên người này không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Những người tuổi Quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy, không ai biết những kế hoạch của họ đang làm. Họ là người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn hiểm nguy, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, họ cẩn trọng biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị, có thể nói con người họ sống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng sức sống chan hòa. Người tuổi Quý Sửu mệnh mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi Sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn. Họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của họ tuy có gặp khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân mình. Tính tình lanh lợi hoạt bát, có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Quý Sửu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, mà chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người này.
Họ quan niệm rằng cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh của bản mệnh Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được mọi người giúp đỡ, ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại và phải luôn nỗ lực hết mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Cuộc sống đôi khi như một cuộc học hỏi, khiến con người chúng ta luôn phải nghĩ ngợi, luôn phải bon chen, lao động hăng say và thật nhiều cố gắng. Đây là những năm của sự đổi thay, của sự vần xoay, của vô vàn những bài kiểm tra cuộc đời sẽ mang đến. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc đời trong thời gian dài. Nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có và kẻ tệ bạc cũng không thiếu. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, suy nghĩ chưa đủ kỹ càng có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc bạn cũng nghĩ rằng bản thân thấy mừng thì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu, đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Vạn sự sẽ như một hạt mầm trong tay Quý Sửu gieo xuống bản mệnh của bản thân, là đại thụ hay chỉ là rau muống, là mạnh mẽ vươn lên hay lu mờ ảm đạm, tất cả phụ thuộc vào việc Quý Sửu cháy được bao nhiêu phần trên con đường của chính mình. Thay vì còn bơi lội trong đại dương bao la rộng lớn, lạc lối giữa những dòng nước xiết muôn nẻo, nay bạn đã có định hướng đường đi của mình vào một mảng. Bạn đã biết mình sẽ đi về đâu, muốn đứng ở đâu, muốn làm gì để gắn bó với nó tới những năm cùng tháng tận, cho thỏa cái chí ấp ủ của bản thân mình, mới là điểm nở sắc bông hoa khoe hương, khoe sắc của tuổi Quý Sửu. Đó cũng là một năm thành công tới, thành tựu về, đường đi thuận, tình cảm hay, vận thế may. Là một năm bản mệnh có thế giới nội tâm phong phú và vô cùng giàu tình cảm mạnh mẽ. Lẽ dĩ nhiên Quý Sửu thường chỉ có vô vàn động lực sau khi đã ổn định chuyện ngọt nhạt yêu đương. Nay là năm thiên thời có, địa lợi nhiều, nhân hòa lắm, cũng là lúc Quý Sửu không còn luyến lưu dĩ vãng khi cảnh trời rộng mở bao la. Nói Quý Sửu bớt cả nể đi mà thuận theo bản tâm thì thực sự hơi khó. Chỉ biết nói khi bạn thiện chính là khi bạn đang thiện, thiện chính là cơ sở của triệu triệu thuận may, hỗ trợ thăng tiến cho họ trong thời điểm tương lai. Năm nay là năm những thành tựu bạn sẽ đạt được, dù bản thân bạn không ngừng bị so sánh, không còn âu lo, không còn muộn phiền, không còn bị nói ra nói vào, vì sự y ạch chậm ổn định đùng đỉnh của chính mình. Vậy cứ mạnh dạn mà tiến, cứ hoan hỉ mà chiến, từng bước dựng xây nên thế giới rực rỡ mà chính bạn luôn mong cầu. Người tuổi Quý Sửu luôn tuân theo quy tắc của bản thân, mọi chuyện giải quyết rõ ràng đúng mực, họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp. Khả năng làm việc độc lập sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Tuy nhiên, tính cách chính trực khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, những người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác. Nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn, chỉ khi có lòng tin, sự công bằng và làm việc công khai, thì người tuổi này mới có được tiền đồ và tài lộc tốt đẹp, giành được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, có cơ hội để phát huy hết mức khả năng của bản thân mình. Người tuổi này không hợp với các công việc có liên quan tới nghệ thuật, cũng khó làm việc được trong môi trường phức tạp, cần đến sự khéo léo và linh hoạt. Họ cần có công việc ổn định và nhiều cảm hứng, sự kiên nhẫn là điểm mạnh của họ trong công việc. Khi đã chuyên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt là khi được mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm đó khiến cho họ có thể đảm nhận được những công việc mà người khác khó lòng làm được. Nghề nghiệp hợp với người tuổi Quý Sửu bao gồm nội thất, kiến trúc, nghề mộc, nhà hàng, quán ăn. Đặc biệt là người tuổi Quý Sửu rất hợp với các nghề có liên quan tới kinh doanh như quán xá, thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi thủy hải sản. Ngoài ra, Quý Sửu cũng rất khôn ngoan, phù hợp với các nghề chính trị ngoại giao. Người tuổi Quý Sửu nổi tiếng là ngay thẳng thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên thường không có duyên với đại phú, đại quý. Song vẫn có thể có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Muốn có tài lộc thì tốt nhất phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng, cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài.
Thông thường những người này thường chi nhiều hơn thu, nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen. Nếu có cơ hội đầu tư nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Quý Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của cải không ít, thế nhưng đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối không thôi. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp, nên họ cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể giữ được điểm này thì tài lộc thênh thang, giàu sang phú quý. Vậy, tử vi tuổi Quý Sửu từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Xem tử vi tháng 5 dương lịch cho thấy rằng, tháng này đem tới khá nhiều may mắn cho người tuổi Quý Sửu, do được nhiều cát tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn so với mọi người, thậm chí bạn còn gặt hái được nhiều kết quả tốt hơn dự tính. Con giáp này có một tháng làm việc cực kỳ hanh thông, thuận lợi, một phần là nhờ sự giúp đỡ của tam hợp, tháng này rất thích hợp để bạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch đã được xây dựng từ trước. Người làm công ăn lương được nhận sự ưu ái của lãnh đạo, hơn nữa bạn còn là người có kinh nghiệm, có năng lực, điềm tĩnh chín chắn, nên thường được giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Hãy tin tưởng bản thân và chấp nhận thử thách, bạn sẽ dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Một số người thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình, bản mệnh có cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề chính xác, có tài thuyết phục người khác ủng hộ và nghe theo mình. Nhờ thế mà bạn có thể hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn đem về lợi ích cho cả công ty. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao tới mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy đến. Con giáp này nên chú ý tới cách hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc, kẻo rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024 cho thấy rằng, con đường tài lộc của người tuổi Quý Sửu có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, cũng không phải lo tới chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt, không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm lấy khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bạn lại càng thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần cũng phải muốn quay lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải lo sợ trước sự cạnh tranh của đối thủ. Bạn cũng có thể là người mở lối đi riêng, chỉ huy nhân viên cấp dưới hoặc những người tin theo mình đi theo hướng đi đúng đắn. Nhờ vậy, bạn không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn giúp những người xung quanh được dư dôi. Nếu có ý định đầu tư trong tháng này thì bạn có thể cân nhắc cẩn thận và tiến hành. Nếu trong những lĩnh vực mới, bạn nên bình tĩnh và làm từng bước một để tránh sai sót không đáng có. Tuy nhiên, cũng có những lúc con giáp này cần để ý tới cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, mọi điều bất trắc vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này tình trạng sức khỏe suy giảm khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền để chạy chữa, do đó tốt nhất khi cầm tiền trong tay bạn chớ nên tiêu xài hoang phí. Hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy đến bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024 thấy rằng, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có những điểm sáng đáng mừng, dù còn độc thân. Có đôi có cặp hay đã lập gia đình, bạn đều được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Người độc thân nên nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi gặp gỡ bạn bè trong tháng này,
rất có thể bạn sẽ tìm được một người có nhiều quan điểm trùng hợp với mình ở đấy. Tháng này bản mệnh có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình, đôi bên hãy dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau, rất có thể mối quan hệ của đôi bên sẽ bước sang một trang mới. Ngoài ra, bạn cũng có thể được người thân quen giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng, hãy mở lòng mình ra để có thể đón nhận hạnh phúc, bởi biết đâu đó chính là người bạn vẫn luôn chờ đợi. Có những thành tích xuất sắc trong công việc, bạn cũng có thể trở thành thành viên nổi bật trong tập thể, khiến nhiều người khác giới chú ý đến. Bản mệnh cũng có thể cân nhắc phát triển mối quan hệ với ai đó cùng văn phòng, công ty, bởi họ có thể là những người bạn đã biết từ trước. Người đã có gia đình nhận được sự thấu hiểu của nửa kia, nên dù bận rộn không có thời gian quan tâm, nói lời thăm hỏi, thì đối phương cũng không trách móc. Nhờ tìm được một nửa thấu hiểu mà bạn cũng yên tâm tập trung hơn cho sự nghiệp của mình, càng may mắn hơn là đôi bên còn có chỗ dựa vững chắc, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem đến cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn có những quan điểm khác nhau, song bạn biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu cứng cổ, hoặc bắt đối phương phải nghe theo lời của mình nữa. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của người tuổi Quý Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cân nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quang trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi, thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì bạn cũng nên đi khám chữa kịp thời. Còn nếu bạn chần chừ để thời gian kéo dài quá lâu thì bệnh dễ trở nặng, đến lúc ấy sẽ tốn tiền bạc và công sức chạy chữa hơn rất nhiều. Dù công việc có bận rộn tới mấy, con giáp này cũng nên chú ý tới việc nghỉ ngơi. Đừng nên làm việc quá sức khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau. Vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 5 dương lịch năm 2024. Tuổi Quý Sửu đón tuần mới không quá tệ, cát hung đều có, nhưng bản mệnh biết cách đối phó và vượt qua nhanh chóng. Dù có rất nhiều chuyện không như ý, nhiều người gây khó dễ cho vận trình, thế nhưng bạn vẫn giữ được thái độ lạc quan, tích cực, tin tưởng vào năng lực của chính mình. Công việc chính là phương diện bạn cần lưu tâm nhất khi có thất sát đến quấy rầy, không hợp tác khiến dự án đang tiến hành suôn sẻ bị ngừng trệ, không kịp tiến độ. Bạn là người chịu trách nhiệm nên sẽ không tránh được sự khiển trách phê bình từ cấp trên, thậm chí còn bị mất chức, mất vị trí một cách oan ức. Tài lộc theo đó mà tụt dốc, giảm lương cắt thưởng là điều rất có thể ập đến khiến nguồn tài chính eo hẹp hẳn đi. Tiểu hao lại đúng lúc này tìm đến hỏng hóc đồ đạc, bị phạt hành chính do vi phạm giao thông hay có sự cố ngoài ý muốn, khiến bản mệnh trở tay không kịp lúc nào cũng túng thiếu. Một điểm tốt là tinh thần vững vàng, quan hệ tình cảm cũng khả quan, kể cả khi rất mệt mỏi, Quý Sửu cũng không gây áp lực cho chính mình. Bạn quan tâm hơn tới gia đình, chăm lo cho nửa kia và cố gắng tạo được những hoạt động gắn kết, vừa thả lỏng bản thân, vừa để những người xung quanh không phải lo lắng. Quý nhân, Tý, Dậu, tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn, hồng, đen, con số may mắn, 19, 37, 90. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 5 dương lịch năm 2024. Xem tử vi tuần này có thể thấy, người tuổi Quý Sửu cũng gặp phải một số chuyện tệ hại như cãi nhau với người yêu, rắc rối với đồng nghiệp, va chạm với người đi đường. Bù lại, bạn gặp may mắn trong chuyện công việc, nhận được tin mừng từ người nhà và vận trình tài lộc cũng tương đối khả quan. Dẫu rằng hung nhiều cát ít, chuyện xấu thì lớn hơn chuyện vui, thế nhưng cũng đừng quá lo lắng. Bản mệnh nhặt được hoặc được thưởng một chút tiền nhỏ nhờ thiên tài chiếu cố, đủ để bạn mua sắm một món đồ mà mình đã yêu thích từ lâu, coi như an ủi tinh thần. Công việc thì gặp may, hanh thông đi qua, chưa có tiến triển nhưng không có nguy cơ.
trong nhà có chuyện vui cưới gả, đón người thân, có tiệc mừng. Quan hệ xã giao của bạn trong tuần này rất không ổn, cãi nhau với hầu hết những người xung quanh do tỷ kiên kiêu ngạo, riêng đồng nghiệp thì gần như không qua lại, lúc nào cũng trong tư thế đối chọi như nước với lửa, căng thẳng tới mức không thể hợp tác chung, tạm thời rằng có nguy cơ sẽ có người mất việc là rất lớn. Ra đường sinh sự vô duyên vô cớ mà cãi cọ với người khác, bản mệnh nên kiềm chế tính nóng, cư xử lịch sự, đừng để chuyện bé xé ra to. Đáng ngại hơn là bạn đang chiến tranh lạnh với người yêu vì những vấn đề nghiêm trọng, không thể qua loa đại khái. Hai người chưa tìm ra tiếng nói chung và cảm thấy thất vọng về đối phương. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Mùi. Màu sắc may mắn, xanh, vàng. Con số may mắn, 66, 22, 19. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 5 dương lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Quý Sửu thì thấy vận trình có chút mờ mịt không rõ ràng, âm sát báo hiệu tiểu nhân cùng với những mưu mô xảo trá, xấu xa đang rình rập, sẵn sàng làm hại bạn bất cứ lúc nào. Hãy đề phòng những người có thù oán với mình trong công việc và cuộc sống. Điểm tệ nhất của con giáp này là làm việc không ưng ý, bỏ nhiều công sức nhưng thành quả lại chẳng được bao nhiêu, dù trong sự nghiệp tài lộc hay tình cảm cũng đều như vậy. Vốn là người có năng lực lại nhiệt tình, bản mệnh chẳng quản ngại vất vả khó khăn, tiếc rằng luôn bị tiểu nhân ngáng trở, không có quý nhân nào phù trợ. Thái âm là quý nhân nữ giới, thế nhưng chỉ có tác dụng cổ vũ động viên tinh thần, chứ không thực sự ra tay hỗ trợ được việc gì, mọi chuyện bạn đều phải tự mình gánh vác. Nhưng có những lúc quá mệt mỏi, mất phương hướng, hay tìm tới người phụ nữ mà mình tin tưởng để sẻ chia nỗi lòng, chắc chắn sự an ủi của họ sẽ giúp bạn mệnh thoải mái hơn. Sức khỏe cũng là điểm mạnh của bạn, trong tuần thổ vượng ít xung khắc, bạn cảm thấy mạnh mẽ, dù có nhiều chuyện không vui, đôi khi gặp mưa gió bất ngờ, nhưng sức đề kháng tốt, không ốm đau bệnh tật, lưu ý nên ngủ sớm dậy sớm, tránh nghỉ ngơi quá nhiều là đủ. Quý nhân, Sửu, Tý, tiểu nhân, Thân, Mão. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số may mắn, 09, 61, 15. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 5 dương lịch năm 2024. Tuần này, người tuổi Quý Sửu cát hung cân bằng, vận trình có điểm tốt, điểm không tốt. Bạn sẽ nhận thấy bản thân luôn bị đặt vào những tình huống bất ngờ, lúc thì vui mừng không kịp, may mắn ngập tràn, khi thì khốn đốn vất vả, tìm mãi không thấy một người có thể nhờ vả và bấu víu vào. Đó cũng là điểm mà bản mệnh cần phải lưu ý để luôn giữ cho mình tâm thái vững vàng. Gặp chuyện tốt không quá vui mừng, gặp chuyện xấu không quá hoang mang, công việc đều đặn. Đây là một tuần bận rộn, bạn luôn chân luôn tay xử lý hết việc này tới việc kia. Dịch mã chủ về xuất ngoại, có cơ hội ra bên ngoài học tập nhiều hơn. Dịch mã cũng mang tới tài lộc thịnh vượng, song không dễ dàng gì để kiếm được khoản tiền này. Ngoài tốn công mất sức thì người tuổi này còn phải hy sinh thời gian và tình cảm riêng tư để lao mình vào công việc mới, có hy vọng thu về khoản thu nhập dồi dào hơn. Cũng chính vì như vậy nên đời sống tình cảm không phong phú, việc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu làm khó bạn. Lúc này không ai có thể phân định được đúng sai ngoại trừ chính bản mệnh, dù quyết định thế nào đi nữa thì bạn cũng vẫn cảm thấy rất buồn. Quý nhân, Tỵ, Dần, tiểu nhân, Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Con số may mắn, 24, 73, 81. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, xưa nay nhiều người vẫn nhờ chữ tín, nhờ đạo đức trong kinh doanh mà phát đạt, đem đến đời sống tốt đẹp, không những cho bản thân và gia đình, mà còn góp phần lớn công sức thúc đẩy xã hội phát triển đi lên. Bên cạnh đó, không ít người lắm tiền nhiều của do làm ăn phi pháp, buôn bán gian lận, lừa gạt người khác với nhiều thủ đoạn khác nhau, hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng, mà hệ quả là kìm hãm sự phát triển về mọi mặt trong xã hội. Thực tế cho thấy sự giàu có nhờ vào phần ngọn chính là sự thất tín chưa bao giờ bền vững với thời gian, bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết nội dung video của chúng tôi ngày hôm nay. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào về vận mệnh của mình, quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí.
Và quý vị cùng các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho ban biên tập chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh miễn phí và nút chuông thông báo ngay bên cạnh để cập nhật liên tục những video mới nhất, hay nhất và hữu ích nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.